thế nào là đúng thì chúng ta mới xác định được là à, bệnh nhân này của mình có phải là do sai lầm, có những cái gì không phù hợp trong chế độ nuôi dưỡng dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng cũng như là tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của đứa trẻ hay không. Vậy thì đấy chính là cái mục tiêu tại sao chúng ta lại phải học bài này vào ngày hôm nay. Nhìn chung cái vấn đề dinh dưỡng đối với tất cả đứa trẻ, đối với trẻ em đều rất là cần thiết. Trong đó thì với những đứa trẻ sơ sinh và đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thì vấn đề dinh dưỡng lại còn được quan tâm đến nhiều hơn nữa. Bởi vì sao lại như vậy? Thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay người ta thấy là vẫn còn đến 150 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị dinh dưỡng thể thấp còi. Con số này cũng tương đối là mới vào năm 2018. Tức là thế nào? Tức là cứ 5 đứa trẻ thì lại có một đứa trẻ dưới 5 tuổi bị suy dưỡng thể thấp còi. Và mình biết là suy dinh dưỡng thể thấp còi là gì? Tức là chiều cao hoặc chiều dài theo tuổi của đứa trẻ thấp hơn so với dưới ngưỡng bình thường, đúng không? Nếu như vấn đề chỉ là cân nặng thấp hơn so với bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể phục hồi nó được. Tuy nhiên nếu mà để chiều cao, chiều dài của đứa trẻ thấp hơn so với lứa tuổi thì nó sẽ theo đứa trẻ đến đến suốt cuộc đời, đúng không? Và đặc biệt những đứa trẻ mà suy dưỡng thể thấp còi thì lại có nguy cơ sau này lớn lên sẽ bị gặp vấn đề dinh dưỡng, không phải là suy dưỡng nữa mà lại là béo phì. Bởi vì sao? Mình biết là một người đứa trẻ bị suy dưỡng thể thấp còi khi lớn lên thì chiều cao cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy thì một người trưởng thành 1m4 nặng 60 cân, rõ ràng là BMI nó sẽ rất là cao, đúng không? So với một người không bị suy dưỡng thể thấp còi khi nhỏ, lớn lên chiều cao bình thường, cao 1m6, nặng 1m60 là hoàn toàn cân đối. Chính vì thế người ta lại một trong những cái biến chứng lâu dài của suy dưỡng thể thấp còi lại chính là béo phì khi chúng ta trưởng thành nhá. Nên vì sao trong tất cả các thể dinh dưỡng người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề dinh dưỡng thể thấp còi là vì như thế. Nếu như đối với nhẹ cân, nếu như đối với suy dinh dưỡng thể gầy còm là tình trạng suy dưỡng cấp tính, nếu chúng ta can thiệp đúng đủ kịp thời thì đứa trẻ hoàn toàn có thể bắt kịp tăng trưởng về bình thường. Chứ còn nếu như để đến cái mức mà chiều cao bị ảnh hưởng rồi, tức là cái tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính rồi, thì chúng ta sẽ rất là khó khắc phục được những hậu quả do dinh dưỡng gây ra. Đấy là trên toàn thế giới như thế. Vậy ở Việt Nam chúng ta thì như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta thì theo thống kê hiện tại trẻ em dưới 5 tuổi chiếm khoảng 8% dân số. Trong đó thì tỷ lệ dinh dưỡng ở nước ta cũng tương đối là cao. Theo cái số liệu của Viện Dinh dưỡng năm 2017 thì cứ 4 đứa trẻ dưới 5 tuổi lại có một đứa trẻ suy dưỡng thể thấp còi. Đúng không? Thế mình thấy là cái tỷ lệ suy dưỡng thể thấp còi hiện tại vẫn rất là cao, mặc dù có chiều hướng giảm nhưng vẫn là cao, và cái hậu quả của suy dưỡng thấp còi thì mình thấy là nó sẽ đi theo suốt cái vòng đời của đứa trẻ đấy. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khắc phục được tình trạng đấy? Thì người ta nhận thấy là cái suy dưỡng thể thấp còi nó có nguy cơ xảy ra rất cao ở trong giai đoạn 2 năm đầu đời. Vậy thì những cái can thiệp về mặt dinh dưỡng trong 2 năm đầu đời của đứa trẻ là vô cùng quan trọng. Thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Viện Dinh dưỡng Quốc gia có đưa ra một cái khái niệm, đấy là 1.000 ngày vàng, 1.000 ngày đầu đời. 1.000 ngày vàng này bao gồm những cái gì? 1.000 ngày vàng này sẽ được tính gồm có 3 giai đoạn. Tại sao người ta lại gọi là 3 giai đoạn cửa sổ cơ hội? Đấy là gì? Cửa sổ thứ nhất chính là thời kỳ bà mẹ mang thai, đứa trẻ bắt đầu được hình thành, đúng không? Ở trong tử cung. Sau đó đứa trẻ được sinh ra đời, trong 6 tháng đầu tiên đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ là tối ưu nhất. Sau 6 tháng đứa trẻ sẽ tiếp tục được ăn bổ sung và tiếp tục được cho bú, đấy là cửa sổ cơ hội thứ ba. Tại sao lại gọi là cửa sổ cơ hội? Bởi vì nếu như chúng ta có những cái can thiệp dinh dưỡng kịp thời trong ba cái giai đoạn cửa sổ này thì đứa trẻ của chúng ta sẽ có được sự tăng trưởng về thể chất cũng như phát triển về tâm thần vận động tối ưu. Còn nếu như ba cái cửa sổ cơ hội này chúng ta để cho đứa trẻ bị thiếu hụt về dinh dưỡng, thiếu hụt về năng lượng, thiếu hụt vi chất dinh dưỡng thì hậu quả sẽ theo đứa trẻ đến suốt suốt cuộc đời nhá. Lát nữa chúng ta sẽ học bài phát triển tăng trưởng thể chất thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái tầm quan trọng của những năm đầu đời như thế nào. Trong năm đầu đời,
cả các cái cơ quan trong cơ thể cũng như chiều dài cũng như chiều cao của đứa trẻ nó tăng trưởng phát triển mạnh nhất. Vậy thì trong cái giai đoạn quan trọng như thế, nếu như chúng ta không chú ý, nếu như chúng ta để lỡ mất cái cửa sổ cơ hội này, chúng ta lỡ mất 1.000 ngày vàng này của đứa trẻ, thì đứa trẻ của chúng ta sẽ phải chịu những cái hậu quả của cái vấn đề dinh dưỡng không hợp lý theo suốt cuộc đời của đứa trẻ sau này nhá. 1.000 ngày vàng sẽ bao gồm 360, sẽ bao gồm 280 ngày ở trong trong bụng mẹ đúng không? 6 tháng đầu đời và tiếp tục 6 đến 24 tháng tiếp theo. Đấy chính là 1.000 ngày vàng, nhưng cũng là 1.000 ngày thách thức của mỗi đứa trẻ. Vậy chúng ta với tư cách là một bác sĩ nhi khoa, chúng ta sẽ can thiệp được vào những giai đoạn cửa sổ nào? Đối với thời kỳ phôi thai thì bác sĩ sản khoa sẽ là người, cũng như là các bác sĩ dinh dưỡng nói chung, sẽ là người can thiệp vào dinh dưỡng của đứa trẻ, dinh dưỡng của bào thai thông qua dinh dưỡng của bà mẹ đúng không? Còn đối với một bác sĩ nhi khoa, khi đứa trẻ ra đời, hai giai đoạn quan trọng của đứa trẻ đấy là giai đoạn 6 tháng đầu cũng như 6 đến 24 tháng tiếp theo, thì chúng ta sẽ can thiệp bằng cách thứ nhất chính là vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên, và tiếp theo khi đứa trẻ đủ 6 tháng đến 24 tháng tuổi, đứa trẻ bắt đầu sẽ được ăn ăn bổ sung. Vậy chúng ta sẽ phải chú ý, sẽ phải can thiệp tích cực trong hai cái giai đoạn rõ rệt như thế này. Vậy nội dung bài ngày hôm nay của cô cho mình sẽ đi vào chủ yếu tập trung vào vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ cũng như vấn đề cho ăn bổ sung. Nuôi con bằng sữa mẹ, mình đều biết, hầu hết chúng ta đều nghe quảng cáo rồi là chúng ta đọc tài liệu sách báo đều nhắc đến rất nhiều vai trò của sữa mẹ. Tuy nhiên thực tế theo điều tra của Viện Dinh dưỡng năm 2010 thì người ta thấy là chỉ có một trong số 5 bà mẹ là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên mà thôi. Và cứ 10 bà mẹ thì chỉ có 3 bà mẹ là nuôi con chủ yếu bằng sữa mẹ. Đây chỉ là chủ yếu bằng sữa mẹ thôi, tức là được bú hầu hết là bằng sữa mẹ nhưng vẫn kèm theo những thức uống khác như sữa, như nước, như cháo, như bột vân vân trong 6 tháng đầu đời. Vậy chúng ta phải hiểu được khái niệm đầu tiên, đấy là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn là như thế nào. Hiểu được khái niệm này thì chúng ta mới thực hành được đúng đúng không? Vậy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, theo các em thế nào là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn? Bạn nào có thể cho cô biết? Hương nhóm 9 phân hiệu cho cô biết nào. Theo em thế nào là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn? Em thưa cô là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn là cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu ạ, và không dùng thêm bất cứ thức uống nào khác ạ. Nước có được không? Có sợ đứa trẻ khát nước không? À được ạ. Hả? Được không nhỉ? Nước thì được ạ. Không được đâu nha. Chúng ta rất hay bị nhầm lẫn cái vấn đề đấy. Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tức là đứa trẻ chỉ được bú mẹ mà không được ăn hay uống bất kỳ một thức ăn đồ uống nào khác, kể cả nước lọc. Trừ trường hợp mà đứa trẻ bị bệnh hoặc là đứa trẻ cần phải uống bổ sung những cái vitamin khoáng chất khác thì bắt buộc phải sử dụng thôi, còn lại không được cho đứa trẻ sử dụng bất kỳ một thức ăn nước uống nào khác, kể cả nước trắng trong vòng 6 tháng đầu đời. Vì người ta đã nghiên cứu rồi, mình không sợ đứa trẻ khát đâu, bởi vì sữa mẹ cũng cung cấp cho chúng ta đủ đủ chất dinh dưỡng. Tại sao lại như thế? Tại sao kể cả nước trắng cũng không nên sử dụng cho những đứa trẻ dưới 6 tháng đâu, dưới 6 tháng tuổi? Người ta thấy là mình nghĩ như người lớn, mình khát, dạ dày mình rất là to, mình uống một hớp nước, hai hớp nước, vài phút sau là mình nước nó trôi tuột đi thì không thể vấn đề gì. Nhưng với những đứa trẻ càng nhỏ, cái dạ dày dung tích càng bé, khi chúng ta cho uống nước trắng, khi chúng ta cho sử dụng bất kỳ một cái thức ăn nước uống nào khác mà không phải sữa mẹ vào trong dạ dày thì nó sẽ chiếm chỗ của sữa mẹ, và như thế thì đứa trẻ sẽ bú mẹ ít đi. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, cái việc mà chúng ta đưa nước trắng vào quá sớm cho những đứa trẻ của chúng ta, thì chúng ta biết là trong những cái giai đoạn đầu thì thận hệ thận tiết niệu cũng như các cái cơ quan khác ở những đứa trẻ mới sinh ra nó chưa có cái chức năng, cũng như là chức năng của nó chưa
chưa thể hoàn thiện 100%. Vậy thì khả năng lọc y tái hấp thu ở thận vẫn chưa được hoàn chỉnh. Khi chúng ta đưa nước trắng vào là một cái dung dịch rất nhược trường đúng không? So với huyết tương, so với máu của chúng ta, so với máu của đứa trẻ. Vậy thì nó sẽ làm pha loãng máu hơn, làm cho nồng độ natri trong máu sẽ bị hạ nếu như mà đưa vào quá nhiều, vì thận của các bạn nhỏ, đặc biệt dưới 6 tháng nó chưa thể nào mà có cái khả năng mà tự thích nghi để mà nó tự điều hòa điều tiết cái vấn đề đào thải natri cũng như là cân bằng cái khối lượng tuần hoàn theo cái nồng độ natri máu như thế nhá. Nên mình lưu ý nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, tức là chỉ đứa trẻ chỉ ăn sữa mẹ mà thôi, không ăn uống bất kỳ một thức ăn đồ uống nào khác, kể cả nước trắng, trừ thuốc. Màu sánh đặc, màu vàng nhạt thể hiện nó có nhiều kháng thể, nhiều các cái tế bào miễn dịch cũng như các protein kháng khuẩn hơn là sữa truyền tiếp cũng như sữa vĩnh viễn sau này. Rồi nó còn chứa rất nhiều năng lượng và protein hơn sữa trưởng thành và sữa truyền tiếp. Vậy nên là với trong những ngày đầu tiên khi mà sữa vẫn còn, bà mẹ chưa xuống nhiều, vẫn còn ít, mình không lo đứa trẻ bị đói khi mà nó cái lượng sữa non bài tiết ra không nhiều nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại rất là cao nha. Ngoài ra nếu đứa trẻ được ăn cái sữa non này thì nó còn giúp cho đứa trẻ sớm tấm xuất phân su, vì vì cái sữa non này nó có tác dụng sổ nhẹ, sớm tông xuất phân su sẽ lại có tác dụng gì nữa, nó sẽ làm giảm cái nguy cơ vàng da của đứa trẻ đúng không? Vậy là sữa non mình thấy rất quan trọng. Nên chúng ta phải nhớ một điều là bà mẹ sau sinh nếu được trong điều kiện cho phép thì nên cho đứa trẻ bú càng sớm càng tốt. Rồi, sau đó sữa non sẽ bắt đầu chuyển dần sang sữa trung gian. Sữa trung gian hay sữa chuyển tiếp sẽ xuất hiện trong tầm khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau khi sinh. Thành phần sữa trung gian, sữa chuyển tiếp này thì sẽ thay đổi dần dần để thành sữa cuối cùng là cái sữa ổn định hay là sữa vĩnh viễn hay sữa trưởng thành. Thành phần sữa trưởng thành chính là cái thành phần sữa mà đứa trẻ sẽ được ăn trong hầu hết cái thời gian đứa trẻ được bú mẹ. Vậy sữa trưởng thành có thành phần như thế nào? Sữa trưởng thành là sữa được bài tiết ra sau cái giai đoạn sữa chuyển tiếp ấy, tức là sau khoảng
từ ngày thứ bảy trở đi. Sữa trưởng thành thì thành phần nó cũng lại có sự thay đổi, không phải là sữa được bài xuất ra từ đầu đến cuối một cái cữ bú, một cái bữa bú là hoàn toàn giống nhau, mà nó sẽ có sự thay đổi khác nhau. Cụ thể đấy là gì? Một trong một cái cữ bú là một bên bầu vú của bà mẹ khi bắt đầu cái bữa bú của đứa trẻ thì đấy được gọi là sữa đầu. Sữa đầu được bài xuất ra, được sản xuất ra ở đầu bữa bú. Sữa đầu thì có đặc điểm gì? Sữa đầu sẽ gồm có nhiều nước, nhiều điện giải, nhiều đường, nhiều protein, cụ thể là các cái kháng thể. Chính vì thế sữa đầu cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên, cái gì khiến đứa trẻ tăng cân được tốt? Mình biết là trong glucid, trong protein, trong lipid thì lipid là cái thành phần cung cấp năng lượng nhiều nhất đúng không? 1 gram protein hoặc 1 gram glucid chỉ cung cấp 4 kilo calo thôi, nhưng chất béo lipid 1 gram cung cấp tới khoảng 10 kilo calo. Và sữa cuối mình quan sát cái màu sắc của cái sữa, mình thấy sữa đầu nó rất là loãng trong, nhưng càng về cuối thì mình sẽ thấy cái màu sữa nó càng đục dần, bởi vì sao? Bởi vì cái sữa cuối này là cái sữa rất giàu chất béo, rất nhiều chất béo, vì có nhiều chất
Biết là cái hiện tượng băng huyết, biến chứng băng huyết sau sinh, mất máu sau sinh của bà mẹ là vô cùng nguy hiểm đúng không? Một trong những nguyên nhân tử vong chính của các bà mẹ biến chứng hậu sản đấy đúng không? Thì cái việc cho con bú sớm sẽ góp phần làm giảm cái nguy cơ mất máu cho bà mẹ sau sinh là vì như thế. Do cái khả năng giúp bà mẹ bài tiết ra nhiều oxytocin hơn, tử cung co hồi được tốt hơn. Rồi cái việc cho đứa trẻ bú sớm, bú thường xuyên, bú đều đặn sẽ kích thích cái cung phản xạ, khiến cho sữa được bài tiết cũng như bài xuất ra nhiều hơn. Cụ thể các lợi ích khác mà bà mẹ có thể thu được đấy là gì? Khi bà mẹ cho con bú thì sẽ tạo ra cung phản xạ và bài tiết ra cái hormone làm cho bà mẹ cảm thấy thư giãn, giảm được cái cảm giác mệt mỏi khi nuôi con, khi cho con bú. Rồi bú mẹ hoàn toàn còn là một biện pháp ngừa thai tương đối là hiệu quả. Không có cái gì là hoàn toàn 100% được hết. Nhưng bà mẹ mà nuôi con hoàn toàn, cho con bú mẹ hoàn toàn thì nó sẽ là một trong những yếu tố góp phần làm bà mẹ tránh thai được. Tại sao mình lại phải quan tâm đến cái tránh thai ở những cái bà mẹ mới sinh? Đúng không? Vì mình biết là tử cung cũng như cơ thể bà mẹ cần phải có thời gian phục hồi để tiếp tục mang thai. Nếu như bà mẹ mang thai sớm, đặc biệt là trong 2 năm đầu tiên sau khi sinh, nhất là với những bà mẹ đẻ mổ, thì nó sẽ có thể gây ra rất nhiều cái yếu tố nguy cơ nguy hiểm cho cả mẹ và cho cả thai nhá. Rồi những bà mẹ cho con bú thì sẽ làm giảm cái nguy cơ ung thư vú cũng như ung thư buồng trứng. Mình phân tích kỹ một chút về những cái cung phản xạ, bài tiết cũng như bài xuất sữa. Việc bài tiết sữa sẽ liên quan đến cung phản xạ prolactin. Prolactin là một cái hormone gắn liền với việc bài tiết sữa. Khi bà mẹ cho con bú thì sẽ tạo ra một cái cung phản xạ khiến cho vùng dưới đồi bài tiết ra cái hormone kích thích bài tiết prolactin. Tác động vào cái thùy trước của tuyến yên đúng không? Khiến cho thùy trước tuyến yên tăng cường sản xuất prolactin. Prolactin sẽ có tác dụng gì? Thứ nhất, prolactin nó sẽ tác động lên tuyến vú, khiến cho các tế bào nang tuyến sản xuất bài tiết ra nhiều sữa hơn, đổ sữa vào trong các nang tuyến. Thứ hai, prolactin có tác dụng giúp bà mẹ thư giãn, nên bà mẹ mà cho con bú nhiều và mẹ cũng sẽ đỡ thấy mệt mỏi hơn. Rồi vào ban đêm, prolactin là cái thời gian mà bài tiết nhiều nhất, thì việc duy trì cho đứa trẻ bú ban đêm cũng sẽ giúp duy trì việc tạo sữa là thứ nhất. Thứ hai là khiến bà mẹ cũng, mặc dù cho con bú như thế đấy, nhưng mà bú xong là rất là dễ đi vào giấc ngủ. Và cái thứ ba nữa là prolactin còn có tác dụng ức chế sự rụng trứng, chính là cái cơ chế khiến cho bà mẹ giảm cái nguy cơ có thai nhá. Cái phản xạ thứ hai mà mình phải nói đến liên quan đến cái việc bài xuất sữa đấy chính là cái phản xạ oxytocin. Cái phản xạ oxytocin này nó sẽ hoạt động như thế nào? Nó hoạt động trước và trong khi mà bà mẹ cho con bú. Trước khi cho con bú, nếu bà mẹ nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, bà mẹ nhìn thấy đứa trẻ thì nó đã tạo ra một cái cung phản xạ tác động lên hệ thần kinh, lên não của bà mẹ, khiến cho vùng dưới đồi kích thích bài tiết ra cái hormone oxytocin này đổ vào thùy sau của tuyến yên. Oxytocin ở trong máu nó sẽ làm gì? Nó khác với cái prolactin. Nếu như prolactin khiến cho bà mẹ bài tiết được nhiều sữa hơn, tức là sản xuất được nhiều sữa hơn, thì oxytocin sẽ tác động lên các tế bào cơ trơn, làm cho xung quanh các nang tuyến co bóp lại, khiến cho sữa sau khi được bài tiết vào các nang tuyến rồi sẽ bài xuất ra ngoài. Ngoài ra oxytocin còn tác động lên cơ tử cung, nên vì sao bà mẹ mà cho con bú nhiều, bú sớm, oxytocin càng nhiều thì cái tử cung nó co thắt, nó co bóp, co hồi càng tốt nhá. Thì cái phản xạ oxytocin này nó sẽ có thể xảy ra trước khi bà mẹ cho con bú, liên quan đến cái cơ chế
ngắn gọn là cơ chế tình cảm đấy. Nghe thấy con, nhìn thấy con và mẹ đã có thể khởi phát cái cung phản xạ này rồi, nên nhiều bà mẹ khi mà thấy tiếng con khóc một cái là sữa tự động nó chảy ra là vì như thế nhá. Còn trong khi bố mẹ thì rõ ràng là khi mà đứa trẻ bố mẹ làm cái hormone này được sản xuất ra nhiều hơn thì cái việc sữa được chảy ra, được bài xuất ra càng càng dễ. Các em ghi nhớ nhé, phản xạ prolactin là phản xạ bài tiết sữa, còn phản xạ oxytocin là phản xạ bài xuất sữa. Nó sẽ khác nhau, mình phải phân biệt hai cái đấy. Rồi ngoài ra cái việc bà mẹ cho con bú thì nó còn đem lại rất nhiều lợi ích khác. Đấy là gì? Rõ ràng là nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho bà mẹ và cũng sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều cái việc mà bà mẹ phải cho con ăn sữa ngoài, đúng không? Sữa ngoài thì nó sẽ phải lích kích, nào phải có sữa, nào phải có bình, nào phải có nước để pha, đúng không? Rồi rõ ràng là sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với cái việc là cho con ăn bằng sữa ngoài, sữa bột, đúng không? Rồi, bà mẹ khi cho đứa trẻ bú như thế thì cũng sẽ làm gắn kết cái tình cảm mẹ con hơn, đúng không? Tình cảm hơn thì nó sẽ có những cái tác động tốt đến cái việc giáo dục cho đứa trẻ sau này. Ngoài ra bà mẹ mà cho con bú nhiều, bú sớm thì rõ ràng là cái việc mà sản xuất ra một cái thức uống giàu dinh dưỡng như thế sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của bà mẹ, đúng không? Khiến cho bà mẹ nhanh nhanh về vóc dáng, đúng chưa? Rồi lợi ích cho bố, lợi ích cho gia đình đấy chính là gì? Đứa trẻ được bú mẹ thì sẽ giảm nguy cơ bệnh tật, sẽ có khả năng tăng trưởng phát triển bình thường, đúng không? Vậy thì giảm được các cái chi phí cho điều trị bệnh tật. Rồi gì nữa, đối với bà mẹ mình cũng sẽ giảm được cái chi phí bệnh tật của bà mẹ, đúng không? Liên quan đến những cái biến chứng sớm như là biến chứng mất máu, chảy máu, hậu sản, đúng không? Rồi là những cái bệnh lý liên quan đến ung thư buồng trứng sau này, đúng chưa? Nên rõ ràng là việc nuôi con bằng sữa mẹ đem lại rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe cho đứa trẻ, sức khỏe cho bà mẹ và lợi ích kinh tế cho cả gia đình cũng như là cho xã hội, đúng không? Vậy mình biết được tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ rồi, thì làm thế nào để mình nuôi con bằng sữa mẹ có hiệu quả nhất? Muốn đứa trẻ được nuôi bằng sữa mẹ hiệu quả nhất thì chúng ta phải quan tâm đến cái gì? Thứ nhất là thời điểm cho bú. Chúng ta từ nãy đến giờ chúng ta đã phân tích, chúng ta đã nói rất nhiều rồi, đúng không? Sau đẻ, cái thời điểm cho đứa trẻ bú tốt nhất chính là trong 30 phút đầu đến 1 giờ đầu sau sinh, sau đẻ, đúng không? Bú càng sớm thì sẽ càng đem lại lợi ích cho con càng sớm được ăn cái sữa non giàu dinh dưỡng và bản thân bà mẹ sẽ tránh được các cái biến chứng hậu sản, đúng chưa? Vì bú càng sớm, bú càng nhiều sẽ càng kích thích sữa bài tiết ra sớm, tránh cả cái hiện tượng mà tắc tia sữa của bà mẹ, đúng không? Thứ hai nữa, đứa trẻ được bú theo nhu cầu, mình đảm bảo là đứa trẻ phải bú hết từ một bên vú này rồi mới chuyển sang bên vú kia. Tức là gì? Tức là để đảm bảo đứa trẻ được ăn cả sữa đầu và sữa cuối. Rồi đứa trẻ phải được bú đúng cách. Bú đúng cách là như thế nào? Thứ nhất, về bản thân bà mẹ phải có tư thế cho con bú đúng. Thứ hai, về bản thân đứa trẻ nó phải có cách ngậm bắt bú đúng. Cái tư thế bà mẹ cho con bú đúng cũng như là cách ngậm bắt bú đúng chúng ta đã được học rất nhiều từ những cái bài đầu tiên nhập môn nhi khoa, đấy chính là ở trong IMCI rồi, đúng không? Thì cô không nhắc lại nữa, mình sẽ đọc lại ở trong sách giáo khoa cũng như là trong IMCI giúp cô. Rồi thời điểm bú đúng rồi, cách thức bú đúng rồi, làm thế nào để chúng ta biết được đứa trẻ bú có hiệu quả? Thứ nhất, trong cái bữa bú bà mẹ có thể cảm nhận được đứa trẻ bú chậm, bú sâu, cảm nhận được cái tiếng nuốt của đứa trẻ, đúng không? Thứ nữa, khi đứa trẻ bú xong rồi, bà mẹ từ bầu vú căng tức ban đầu sẽ cảm giác căng đấy, đúng chưa? Rồi sau khi mà đứa trẻ được ăn no rồi thì nó phải phải ngủ kỹ, đúng không? Bú đủ rồi nó sẽ tự nhả bú ra và nó sẽ có một cái giấc ngủ dài, ngủ sâu sau khi kết thúc cái bữa ăn của nó, đúng không? Rồi đứa trẻ được ăn đủ, bú đủ
là đủ lượng dịch vào cơ thể thì đứa trẻ phải đi tiểu. Đi tiểu tốt, tiểu nhiều đúng không? Chỉ cần bú ít đi hơn một chút thôi là đứa trẻ mẹ có thể nhận thấy là nó tiểu, mình thấy ít đi, nó tiểu mình thấy sậm màu hơn. Thì phải xem là đứa trẻ ăn có đủ hay không là cái đầu tiên nhá. Rồi. Gì nữa? Cái mục đích cuối cùng của việc nuôi dưỡng đấy chính là đứa trẻ phải phát triển, phải tăng trưởng tốt đúng không? Thế là cái thông qua cái việc cân nặng của đứa trẻ đúng không? Đứa trẻ phải tăng cân tốt. Rồi, đây là cái cô muốn minh họa cho các em thấy là làm thế nào để mình biết là đứa trẻ bú đúng, bú đủ qua các cái dấu hiệu. Thứ nhất, từ bản thân bà mẹ thông qua cái tư thế cho đứa trẻ bú như thế nào. Thứ hai là đến bản thân đứa trẻ đã ngậm bắt bú đúng hay chưa. Và cuối cùng là cảm nhận xem đứa trẻ của chúng ta bú có hiệu quả hay không. Đấy là những cái bước chúng ta phải đánh giá. Nếu như mà đứa trẻ của chúng ta đang ở trong thời kỳ, thời gian vẫn còn đang bú mẹ thì chúng ta phải đánh giá đầy đủ những cái bước. Chữ vào trong mỗi cái lọ nhỏ của chúng ta khoảng tầm 60 đến 80 ml sữa để làm gì? Ăn bữa nào sẽ hết bữa đấy. Tránh trường hợp một khi mình đã dã đông rồi, mình đã hâm sữa rồi thì sữa đấy mình sẽ không không bảo quản lại nữa nhá. Vì khi mà cái điều kiện nhiệt độ thay đổi chính là cái thời điểm mà các cái vi khuẩn dễ dàng sinh sôi nảy nở nhất nhá. Rồi là gì? Sữa của chúng ta thì không đun sôi và cũng không sử dụng lò vi sóng để làm nóng sữa, bởi vì như thế nó sẽ làm hỏng các chất dinh dưỡng có trong sữa. Rồi, vậy là mình đã biết được là ở trong cái cửa sổ đầu tiên chúng ta can thiệp được đối với một đứa trẻ
sau khi đẻ ra, đấy chính là ở 6 tháng đầu tiên bằng cách nuôi con bằng sữa mẹ. Tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ thì tất cả chúng ta cũng đã đều biết rồi. Và ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì cái vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ thì luôn luôn là một cái vấn đề mà người ta quan tâm đến rất là nhiều. Vì thế ở trên thế giới người ta có một cái tuần gọi là tuần nuôi con bằng sữa mẹ, nó diễn ra vào cái tuần đầu tiên của tháng 8. Cái tuần đầu tiên của tháng 8 này thì sẽ diễn ra rất là nhiều cái hoạt động để mà thúc đẩy cái việc bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ nhá. Ngoài ra thì đối với bản thân ở Việt Nam chúng ta thì Viện Dinh dưỡng cũng như Bộ Y tế cũng đưa ra rất nhiều những cái chương trình can thiệp cũng như là tuyên truyền về cái việc nuôi con bằng sữa mẹ này. Cái thông điệp thống nhất chung trên toàn quốc về nuôi con bằng sữa mẹ đấy là gì? Đấy là thứ nhất là bà mẹ nên cho trẻ bú sớm trong vòng 30 phút đến 1 giờ đầu sau đẻ. Thứ hai là nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu tiên. Ngoài 6 tháng thì đứa trẻ nên được ăn bổ sung hợp lý, an toàn. Ăn bổ sung chứ không phải là ăn thay thế, nên đứa trẻ cần phải tiếp tục được bố mẹ kéo dài đến ít nhất 18 đến 24 tháng. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng ta sẽ ít nhất chúng ta sẽ phải nhớ sau khi chúng ta học xong bài này. Rồi chúng ta sẽ bước sang cái giai đoạn tiếp theo, cái cửa sổ cơ hội tiếp theo mà bác sĩ nhi khoa chúng ta có thể tác động được vào đối với cái tình trạng dinh dưỡng của đứa trẻ, đấy chính là về cái vấn đề ăn bổ sung. Thế thế nào là ăn bổ sung? Thì theo những định nghĩa mới nhất hiện nay thì ăn bổ sung người ta được tính là khi đứa trẻ được ăn hay uống thêm các cái thức ăn đồ uống khác như bột, như cháo, như cơm, như là nước hoa quả vân vân, và đặc biệt là sữa, người ta cũng sữa công thức, sữa bò người ta cũng coi là ăn bổ sung rồi. Chỉ cần ngoài sữa mẹ mà đứa trẻ được ăn hoặc uống thêm bất kỳ các thức ăn đồ uống nào khác thì người ta gọi là đứa trẻ đấy đã được ăn bổ sung rồi. Ăn bổ sung thì còn có thể được gọi là ăn sam hay ăn dặm nhé. Rồi, vậy thời điểm nào là thích hợp nhất để bắt đầu tập cho đứa trẻ ăn sam, ăn bổ sung? 1, 2, 3, 4, 5 hay 6 thì người ta thấy là 6 tháng sẽ là cái thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu cho đứa trẻ ăn bổ sung. Ăn bổ sung là mình biết là sữa mẹ là cái thức ăn lỏng hoàn toàn đúng không? Sữa mẹ là cái thức ăn đã sinh ra là để phù hợp với cái hệ tiêu hóa hấp thu cũng như là cái nhu cầu dinh dưỡng của đứa trẻ. Tuy nhiên đến 6 tháng tuổi khi hệ tiêu hóa đã hoàn thiện hơn rồi thì đứa trẻ trong khi sữa mẹ cái nguồn dinh dưỡng các thành phần dinh dưỡng của sữa mẹ nó không đáp ứng đảm bảo đầy đủ cái nhu cầu dinh dưỡng của đứa trẻ nữa thì đứa trẻ đấy phải được bổ sung thêm các cái thức ăn như thực phẩm khác đúng không? Mình đã học ở trong bài suy dinh dưỡng rồi, một trong những nguyên nhân hay gặp trong sai lầm nuôi dưỡng liên quan đến cái vấn đề ăn bổ sung đấy chính là cho đứa trẻ ăn bổ sung quá sớm hoặc quá muộn. Để cho
protein, đấy là thịt, đấy là cá, đấy là trứng, đúng không? Nhóm thứ ba là nhóm cung cấp chất béo, hay là mỡ, là dầu ăn. Nhóm thứ tư là vitamin, khoáng chất, nguồn cung cấp chủ yếu là từ rau xanh và hoa quả, đúng chưa? Thì một bữa ăn bổ sung tốt sẽ phải đảm bảo đủ về chất lượng cũng như về số lượng. Đây là ví dụ về một cái bữa ăn bổ sung dành cho một đứa trẻ 6 tháng bắt đầu ăn bổ sung. Tức là bột 5%. Thế bột 5% là cái gì? 5% này là cái gì? 5% này chính là 5 gram gạo trong 1 5 gram bột trong 100 ml nước. Vậy một bát bột 200 ml thì chúng ta cần cần 10 gram bột, đúng không? Ngoài ra chúng ta phải có thịt, chúng ta phải có rau và chúng ta phải có lipid, đúng chưa? Đảm bảo đủ 4 thành phần dinh dưỡng cho một bữa ăn bổ sung. Nên khi các em khai thác cái tiền sử dinh dưỡng, tiền sử nuôi dưỡng của đứa trẻ, nếu như đứa trẻ đã ăn bổ sung rồi thì các em phải khai thác rất là kỹ cái cách chế biến thức ăn là vì như thế. Thế là chưa kể chúng ta phải hỏi kỹ hơn là xem là bữa bột đấy đủ 4 thành phần nhưng đã nấu đúng, nấu hợp lý hay chưa, đúng không? Tiếp theo các em trong 4 thành phần này thì cái nào nấu trước, cái nào nấu sau? Bạn nào biết không? Có bạn nào nấu bột cho con hay cho cháu chưa? Cường tổ 15 Y4D cho cô biết nào. Ừ, Em thưa cô cô là ban đầu là mình sẽ nấu bột trước ạ, sau em. đấy rồi mình sẽ cho thịt và canh canh rau ạ, và cuối Ừ. cùng là cho dầu ăn ạ. Cho dầu ăn vào lâu bao lâu? Cho thịt vào bao lâu? Đấy em cũng không rõ lắm ạ, Thế đã thực hành bao giờ chưa? em chưa ạ. Thế thì sau buổi hôm nay thì mình phải nắm được về mặt lý thuyết thì sau này thực hành.